Thì cây ở trước mắt của mọi người đây thì nó cao mới tới ngực của mình thôi à. Nó đang ra hoa và đang đậu trái nha mọi người. Thực chất ra đây là một cái giống bơ sáp 034. Nó rất là phù hợp với lại khí hậu miền Tây, ra trái rất là tốt ở tại miền Tây luôn. Xưa nay thì chúng ta thường trồng bơ sáp tại miền Đông là chính, hoặc là những cái khu mà những cái vùng đất mà cao thì mới trồng được. Về sau này xuất hiện thêm những cái giống bơ cao sản mới thì nó không có cần cái điều đó nữa. Nó như cần là mình có đất có nắng đầy đủ là được. Xin chào mọi người, mình đang ở khu du lịch sinh thái Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Thì trước mắt mọi người đây là một cái loại bơ sáp da xanh, nó khả năng trồng được ở miền Tây, ra hoa và đậu trái rất tốt. Cái dòng cây này là dòng cây ghép, nó có khả năng ra trái sau 1.5 năm trồng. Thì cây ở trước mắt của mọi người đây thì nó cao mới tới ngực của mình thôi à. Nó đang ra hoa và đang đậu trái nha mọi người. Thực chất ra đây là một cái giống bơ sáp 034. Nó rất là phù hợp với lại khí hậu miền Tây, ra trái rất là tốt ở tại miền Tây luôn. Đây là cây thực tế, hoa nhiều lắm mọi người ạ. Đây, đây là một chùm hoa. Đây, mình giới thiệu thêm nữa nè. Xung quanh cây này đều có hoa cả. Xưa nay thì chúng ta thường trồng bơ sáp tại miền Đông là chính, hoặc là những cái khu mà những cái vùng đất mà cao thì mới trồng được. Về sau này xuất hiện thêm những cái giống bơ cao sản mới thì nó không có cần cái điều đó nữa. Nó chỉ cần là mình có đất có nắng đầy đủ là được, đặc biệt là giống bơ sáp 034. Thì mọi người thấy ở đây, khu du lịch này trồng nguyên một cái hàng bơ sáp và gần như là cây nào cũng đang ra hoa và đang đậu trái đó mọi người. Rất là dễ có trái, cây chỉ có cần cao khoảng là 1m7, 1m8 thôi, lùn thôi. Đó, mọi người có thể thấy này nè, cây này chưa tới 2 năm tuổi đâu ạ. Xum xuê và có hoa có trái bình thường nha mọi người. Nếu mà mọi người lo lắng về cái vấn đề mà trồng bơ mà không ra trái được á, ở tại miền Nam á, xem qua clip này không cần phải lo lắng nữa đâu ạ. Bơ này, cái bơ này cũng đang rất là tốt luôn. Mình đang tìm kiếm một cái trái bơ nào thiệt là to để cho quay cho mọi người, nhưng mà có vẻ các cây đều đồng loạt như nhau cả, không có cây nào có trái to cả, rất tiếc, chỉ toàn là trái nhỏ nhỏ không ha. Đây, đây là một cái bơ sáp 034 nữa nha mọi người. Miền Tây trồng bơ sáp rất là tốt luôn, đặc biệt là giống bơ sáp 034. Cây nào cũng đang có hoa cả, giờ phát triển xum xuê. Các cây đây cũng y chang ạ. Đây là một cây bơ sáp 034 đang ra hoa. Trái rất là nhiều luôn. Đó mọi người. Thực ra là cái cây bơ nó có một cái đặc điểm là muốn rộ trái thì cây nó phải rụng bớt lá, chứ còn nếu mà nhiều lá quá thì nó cũng không có rộ trái nhiều. Thậm chí mà chúng ta trồng ở miền Đông thì cũng đều quan sát thấy là cái cây bơ nó phải rụng lá. Mình đi một vòng để cho mọi người tham khảo thêm nhé. Một cây bơ 034.